Xin chào tất cả các bạn chị, quay lại với Nắng Dân Tây Nguyên TV nha. Lại là Nông Dân Tây Nguyên TV đây các bạn chị ơi. Hôm nay mời tất cả các bạn chị cùng tiếp tục đồng hành làm trên khu vườn sầu riêng đi đọt nhá. Đi đọt non nha các bạn chị. Thì hôm nay sầu riêng thì nó cũng đã kéo đọt lại rồi các bạn chị. Đấy, đọt phía trên thì bắt đầu đã phóng ra rồi. Và phía dưới thì hoa thì cũng bắt đầu cũng hơi to to. Và em sẽ tiến hành bước vào tuyển lựa hoa đầu tiên nhá. Mời các bạn chị cùng đồng hành tiện lựa hoa, cái lứa hoa đầu tiên, những hoa bên ngoài cành và những hoa mà nó nằm không cần thiết để mình vặt bỏ bớt đi cho nó đỡ cạnh tranh dinh dưỡng nha các bạn chị. Và một số hoa to thì tạm thời mình cứ để ra rồi sau này tính tiếp nhé. Đây là những cái số hoa to nha các bạn chị. Đấy, những số hoa to. Bây giờ những số mà nó nằm phía ngoài cành đây các bạn chị, nằm ngoài đây thì mình vặt bỏ đi, tại vì ngoài đây cành này cành nhỏ mà mình nuôi nhiều cũng không thể nuôi được hết nhé. Đấy, những chỗ này, như cái bông này thì nó to nó ra trước các bạn chị. Thấy chưa? Bông này ra trước mà cái bông này nó nhỏ đều nhau này. Đấy, nó đều nhau hết, mình sẽ vặt bỏ cái bông to này đi trước nhá. Đấy, vặt bỏ cái bông to này. Đây. Đấy, bông to đã chưa? Mập đã chưa các bạn chị? Nhưng mà phải vặt bỏ để cho nó tỉa bớt đi. Đây, những cái chùm này nằm ngoài này. Để một chùm lên là được thôi các anh chị. Đấy, một chùm này là được. Khoảng cách này. Những cành nó nằm ở ngoài rìa ở đây các anh chị. Đây. Nằm phía ngoài rìa hoặc nằm phía trên thì vặt bỏ luôn. Đấy, để một cành đó. Các bạn anh chị đã đóng góp ý kiến nhá, nên vặt bỏ những cành như thế nào và những cành nào không nên bỏ thì các anh chị xem video. Mong tất cả các anh chị bình luận giúp nhá. Đấy, sau khi tỉa hoa sơ qua cho nó, các bạn chị nhìn lại đây mới tỉa hoa đợt 1 nhé, đợt đầu tiên nhé. Cái lượng hoa như 20 cây này thì nó cũng tương đối đạt, mình sẽ tiện lựa được rồi. Đấy, còn một cái cành trên cao kia nữa, cành trên cao kia em phải cái thang cao mới lên xử lý được. Đấy, sơ bộ hai cây này. Đấy, một cây bên này, cây này nó bị xì mũ dưới là cạo rồi nhé các bạn chị. Đấy, cây này đối với cái xì mũ này thì mình cũng sẽ tiến hành cũng loại bỏ giống như thằng kia thôi các bạn chị, nhưng mà do cái cành này, cành chính của nó này bắt đầu có một số mới lú ra này, nên là đây lú ra phía ngoài này, các bạn chị nhìn thấy không? Đấy, lú ra phía ngoài đó, nên là mình cũng sẽ vặt bỏ bớt đi. Đây cành này trồi to này, nó nằm tốt cành nhỏ này, nhưng mà mình để dự bị đó, cần thiết thì mình sẽ đu mà cho nó chết cành này luôn. Cành này cũng đâm xuống này, đu trên này mình neo lên. Đấy. Cái phía ngoài này, bỏ này. Đấy. Đấy, bỏ bớt này đi. Đấy, bỏ này luôn. Lấy vài cành thôi, đây, cái này làm sát các bác chị, bỏ luôn này. Cái này biết bỏ phải bông lá hay không. Cứ tạm thời để thằng đó ra. Sau tiến tiếp. Này, cái này thì nuôi được này. Cái này lên trời này. Đấy, đi bông lên trời. Bỏ hết. Là bỏ luôn. Đấy, chừa này một chùm này, hai chùm này, ba chùm này, bỏ chùm này đi. Đây cần này cần nhỏ. Cần nhỏ mà đu mớ hoa luôn. Đấy, mình đã tháo bớt đi cho nó. Bớt được cái chất dinh dưỡng nó dồn lại để nuôi mấy bông này mập ra. Để lại 4 cái nhá. Cành nhỏ thì bỏ luôn cái này đi. Để là 3 cái thôi. Đấy. Cái trên này, này. Trên này thì có lượng hoa ở phía trong này cũng tương đối đạt rồi này các chị. Thấy không? Nên phía ngoài này mà nó nhiều, mình sẽ xịn bỏ luôn đi để cho nó dồn lực lại nuôi mấy cái bông phía trong này nó to ra. Đấy, mình tiếp tục tiện lựa lần sau. Nằm phía ngoài cái chỗ mông của nó ra thì nó không chịu ra, cây phía bên ngoài đấy nó điều kiện đấy, chỗ mông của nó ra thì nó không ra, chỗ mà không mông muốn thì nó lại ra đây. Đây là chỗ này đấy, để từ trong này sau nó ra là mình tiếp tục tuyển lựa. Cành nhỏ này làm sát này, đây, ngựa lên trời này, cái cành nhỏ là nó hoa nhiều các bạn chị. Đấy, cái này một chùm hai chùm, bật hết ngoài này đi.
đấy, vẫn được mới chất dinh dưỡng rồi đấy. Đấy, chỗ này 1, 2, 3 chùm nó. Cái này, đây là một tròm này. Đấy, ngoài này bỏ đi. Đấy, cái tính tạm thời hai thằng này một chùm, hai này chùm, đây chùm này được rồi. Sau nó tiếp tục nó to nhỏ như nào mình sẽ tiện lựa tiếp chứ bây giờ. Đấy. Cái khoảng này mình cứ tỉa tỉa cho nó thưa thôi. Đây. Những cành chín ở trong này nó có trái nó mới đảm bảo này. Cành mập nuôi trái nó dễ hơn. Cành cấp cấp ở ngoài này. Đây. Nhỏ xí ở bên ngoài. Đầy luôn. Đợt vừa rồi mới bỏ tí phân vô nó kéo ra không. Ăn phóng cái chuỗi ra nhanh các anh chị. Cái này sau mà nó có trái nó cũng đụng xuống cái cành dưới này. Đây, bỏ trước đi, chỉ có để này. Số này thôi. Cái này to quá, bỏ luôn. Đấy, trở lại ngoài cái đó. Trên cao kia nữa. Đây là xử lý mấy thằng diệt cao. Mấy thằng diệt cao này cũng thế thôi. Đấy, những cái nào cảm thấy ấy quá là mình phải bỏ đi. Đây một khoảng, hai khoảng này. Khoảng này thì chưa gài nhau này. Trước tiên chữ mấy thằng bên ngoài trước ra. Rồi mình đến tính mấy thằng trong. Đây, bên ngoài bỏ này. Đấy. Bên này bỏ luôn. Chia hai bên này. Hai chùm này gần nhau các bạn chị. Đấy, hai cái này tính một đây. Đây một. Này ngoài bỏ luôn đi. Một này, hai này. Bên trong nhỏ nhỏ hai hai cái này thì cũng một đi. Là được. Cái thằng một chân này khó quá. Đấy, phía ngoài này. Cần nhỏ xí mà làm một mớ. Ôi dạ. Thằng ớt quá. Đấy. Đấy, chừa lại mấy chùm này thôi. Đấy, chị nhá. Cần nhỏ này. Bỏ cái bông to này đi. Đây, bông to hơn thì bỏ đi. Đây bị bông nhỏ thôi. Đấy, trên như thế nào. Được rồi, còn một số mới ra kia thì sau này mình sẽ tiếp tục tuyển lựa sau tiếp nhé. Bây giờ cũng khó. Đây, cái nhỏ gần này. Đấy, chưa lại mấy cái thằng trên cao vẫn bỏ. Chưa lại ba thằng nhỏ này. Sau tiến tiếp. Cần này. Ôi da. Nó mà nằm ở từ cái khoảng gốc này các anh chị, nằm từ gần đây trở ra này đẹp này. Nhưng bây giờ nó mất số, nó bây giờ mới ra. Còn cái số trên này nằm phía ngành cần cấp 2 rồi. Đấy, chỗ này là một tròn luôn. Đấy. Đây, cần nhỏ này. Nằm chúc túc vào này. Số này sau này không thể nuôi được, cần níu lại lên được. Bỏ đi. Đấy, nuôi một thằng này. Nuôi mấy thằng trong này. Đấy, cái này sẽ tiện bớt này. Cho nó thoáng, xong mình xịt thuốc cho nó dễ. Thằng kẹt 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 này, bỏ luôn này. Đấy. Chỗ này có hai chùm sát nhau này. Thế là được. Đây, cái cần to như thế này mới đảm bảo này. Nuôi trái nó dễ hơn này. Nhìn phía ngoài này. Ngoài luôn. Đây, tạm thời để cái này nhé. Đấy, cây này thì sơ bộ. Đó, tỉa xong phần phía dưới. Đấy. Còn sót lại đôi bông thôi. Kéo cho cũ các bạn chị. Kéo cũ xong bây giờ là đi vặt. Đây là số lượng hoa, đây là hoa đang ít nhá. Nhưng còn hoa nhà người ta còn nhiều hơn nữa, còn đi vặt mệt hơn nữa. Đây là số lượng ít, mình tiện để cho nó mập hoa của mình ra thôi. Thế này số lượng cành của mình đang nhỏ. Giờ vô mấy cây trong xem coi nó có cái cây bên trong kia búp hoa to lắm rồi các anh chị. Bây giờ thế này sẽ vô vặt cây bên trong đó nhá. Đấy, mấy cái cây này, mấy cái sầu riêng tơ đây bây giờ nó ngấm phân rồi các anh chị. Các anh chị nhìn thấy không, lá đã chưa xanh
xanh đen luôn, đọt ra thôi rồi luôn. Đấy, vừa rồi em bỏ cái phân kia mà công nhận cái phân nó tốt thật. Đây, đọt trên này. Đấy, các chị nhìn thấy không? Đọt phóng khiếp chưa? Cây nào cũng thế nhá, cây bên này cũng thế này. Đấy, đọt, đọt ra mà lá này, nó xanh đen luôn. Đây, cái sầu riêng mà cái được như cái bộ lá như thế này các anh chị, xanh hoa xanh đen mà ở như thế này thì nuôi trái đúng đảm bảo luôn. Vừa rồi bỏ có một đợt phân đó thôi mà sao tưới hai đợt nữa là bây giờ nó bén rễ bộ rễ mới rồi. Nó phóng ra khiếp. Đấy, đã chưa các anh chị, sầu riêng cái trồng được cái bộ lá như thế này thì tuyệt vời luôn. Mình cắt cành thoáng rồi bây giờ nó cành nào cành nấy nó bên nó mập cành ra nhá, thoáng đẳng nó nhìn nó phát triển phía trên. Phía sau ít bữa nữa là nó sẽ lên ấy, xong em sẽ tiếp tục tiền lửa và chia tán cho nó phía trên tiếp. Quan trọng phía dưới này nó lấn tán là được. Thì cái tiêu này nằm gần này, bây giờ tiêu có giá đang tiếc này, cái tiêu này một băm ra một phát đi là cái chỗ này nó thoáng ra, cái sầu riêng nó phát triển cực mạnh luôn. Bây giờ đang để nghiên cứu đã xong, hái xong rồi thì tiến tiếp nhá. Bây giờ thì vô trong. Đấy, vô trong này coi. Cái này cũng có này, cũng đã vặt bớt rồi này. Đó. Còn một số nhỏ ở trên này, để cho nó ra thoải mái đã rồi tiếp tục sẽ xử lý nó. Đấy, cây nào cũng tốt hết các anh chị. Cây này cũng thế này. Giờ bù đọt lên các anh chị nhìn thấy đã chưa? Ấy, đọt nó phóng rồi. Phóng hầm đầm luôn. Bây giờ sẽ tiến hành vô vặt cái cây trong này. Cây này một số hoa ra trước này. Thì nó to lắm rồi. Đấy. Đây các anh chị. Hoa to này nó một số thì hoa mới bắt đầu ra. Đấy, không biết nên vặt như thế nào đây. Thấy chưa? Đây, cái này muốn ra gần muốn sổ rồi nhá. Bập. Mà cần thì ra sau này, nhỏ hơn một xí, có cần ra trước này. Đây, một số ra sau nữa. Trước kia. Đấy, cần nhỏ 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 đó mà nó làm một chùm. Tiếp chưa? Phía trên thì một số bây giờ bắt đầu mới ra đó thì cứ để nó ra thoải mái nhá, tại vì trên thì lúc nào là nó hút chất dinh dưỡng, nó sẽ nhanh to hơn thằng dưới này. Nuôi trái, quy trình nuôi trái cũng thế. Để ý năm ngoái em thấy những thằng nào mà để trái phía trên mà nhiều thì thằng dưới nó rụng, tại vì nó hút hết chất dinh dưỡng, tại vì nó trừ bổ lá nó nuôi vào nên là nó hút chất dinh dưỡng của thằng trên dưới, trên nó hút hết thì thằng dưới bắt đầu là nó bị thiếu chất dinh dưỡng là nó tự động nó tháo mắt tháo khớp. Đấy, cái này đã chưa? Đấy, bữa nào mà cứ rung rung này mà nó không rụng là ok. Đấy, như mấy cái cành này các anh chị, thì cái hoa này ra trước này nó to hơn không, mình sẽ bỏ đi để lấy cái lứa hoa sau cho nó đồng đều nhá. Đấy, để lấy cái chùm này và chùm này, hai cành là hai chùm này là ớn rồi các anh chị. Mình để cho mấy thằng nhỏ nhỏ ở trên này nó theo. Đây, một cành sát gốc thì nuôi này. Đấy, cành này mình cũng thế này thì tiếp tục tiền bỏ này. Đấy, lấy chùm này và lấy chùm này, ở ngoài này thì bỏ luôn. Đấy, bỏ hết lên trong này đi. Đây, tạm thời lấy 4 chùm đi. Cần lấy 4 chùm nhá. Còn cần to bên này. Cần to này nó vượt so với mấy thằng kia. Nên là mình cũng sẽ tiến hành bỏ luôn đi. Đấy, được cạnh tranh dinh dưỡng chứ bây giờ mà nếu mà lấy thằng này mà cùng để thằng này thì mấy thằng kia nó sẽ to hơn mấy thằng kia, nó hút mấy dinh dưỡng. Bây giờ mình sẽ nuôi những cành nhỏ, nhỏ nhỏ kia ra. Mình ấy đi, còn cành nhỏ này. Đấy. Mình đã chưa? Mình bỏ đi, cũng tiếc nhá, mập. Nhưng mà bây giờ bỏ một mớ chất dinh dưỡng đây của nó rồi. Bây giờ mình phải chấp nhận hy sinh thằng này để nuôi mấy thằng nhỏ nhỏ kia nó đồng đều nhá các bác chị. Đấy. Bỏ. Đấy. Tiếc chưa? Này, cháy eo eo này. Eo này tỉa luôn đi cho nó đỡ cạnh tranh dinh dưỡng. Sát gốc này. Này, đây là một chùm nhé, một chùm đây này,
Đấy, mấy trời mấy cần sát gốc này sau này nó đu trái nhiều, nên năm ngoái nó đu mấy trái luôn này các anh chị. Đấy, cái giống mắt của nó này mình cứ tạm thời cứ để nó ra rồi tính. Đấy, sau khi bỏ cái thằng này đi rồi thì cần này bây giờ nó không có nuôi cái gì cả, bây giờ tập trung dồn lực lượng lại nuôi cho đến thằng này trở đi. Đấy, thằng này bên nằm sát cần này nhưng mà thôi sau này trái mình sẽ bẻ xuống dưới anh chị đó. Này cái thằng này to này, bỏ đi lên trời bỏ luôn. Đấy, mới cần lên trời bỏ luôn. Đoạn này dày quá chị. Yeah. Dày luôn phía ngoài này. Đấy. Mình sẽ tiết tuyển lửa bớt đi. Cái cần nào mà cảm thấy như bông một cần lá này, bông lá này quá chị. Bỏ luôn. Cái thằng này nó hút chất dinh dưỡng dữ. Đấy, chờ lại một chùm nó. Bên này. Đây, bông lá bỏ. Bỏ này luôn. Đây, cứ lấy cái này đi. Nhỏ hơn bỏ này. Thằng này cần bỏ luôn. Đấy. Chùm này, hai chùm này. Ba chùm. Rồi. Xong rồi, tiếp tục chuyện sau. Đây này. Đấy, một chùm này. Xong rồi nó đứng tiện cho nó dễ nhá. Đấy, bây giờ là một chùm này. Thì nó rất là lá to hơn bọ này. Tôi lấy một chùm đây. Bỏ bên này đi. Được là lấy cái lứa hoa đồng đều. Đây, phía ngoài phía trên bọ này. Phía ngoài tán bọ này. Đấy. Con này à. Lấy một chùm trong này. Lấy chùm đây, bỏ chùm này luôn. Đấy, các chị nhớ không? Một chùm này. Hai chùm này, chùm này nó ba chùm chùm này không bông to bật bớt đi, đấy ba chùm bốn chùm rồi, cần này cứ tạm thời để bốn chùm, đấy vậy là đã ra ngoài vườn vặt bớt những cái hoa không cần thiết, những hoa mà nằm ở ngoài phía ngoài đọt và những hoa nằm ở phía trên cần không có tác dụng. Để tỉa bớt đi cho nó thông thoáng. Mình sau này mình làm thuốc, làm phân cho nó thì đỡ dẫn cho dinh dưỡng và dễ làm hơn. Thì, sau khi đã vặt, cô bác anh chị cũng đã xem qua những cây như này, vặt như này có đúng không và có hiệu quả không. Thì mong cô bác anh chị đóng góp ý kiến nhé. Bình luận, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi, giải trí. Đấy. Rất mong khi các anh chị xem video thì ủng hộ cho em trai bằng một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký. Em trai cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các anh chị ở các tập tiếp theo nhé. Nắng gió Tây Nguyên TV cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Nang Jo Tay Nguyen TV Xin Cam On Waringuoi Da Ung Ho Va Dong Han Chuking Gim Wa Vue Ve Han Phuc Than Kong.